Các bạn thân mến, đối với những dòng loa bốt xịn của Mỹ thì từ lâu chúng ta đều biết là ta có thể sử dụng nó để thực hiện hai mục đích. Đầu tiên là ta có thể nghe nhạc chuyên nghiệp, bởi vì những dòng loa bốt bao giờ nó cũng đạt đến độ tĩnh sạch khắt khe của âm thanh nghe nhạc chuyên sâu. Và sau đó ta lại có thể sử dụng để hát karaoke trong gia đình. Như vậy các bạn thấy là hiếm có những dòng loa nào trên thị trường đáp ứng được nhu cầu 2 trong 1 để các bạn có thể tiện cho việc mua sắm này, cũng như việc bày biện tiết kiệm không gian, đặc biệt là những các bạn ở thành phố lớn mà chúng ta hạn chế về không gian bày biện thì chúng ta có thể nghiên cứu đến những phương án sử dụng các dòng loa bốt mà chúng tôi đã giới thiệu rất là nhiều. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số bên góc phải của màn hình. Nếu như các bạn có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại ở phía dưới. Ngoài ra, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để liên tục cập nhật được những video bổ ích mỗi ngày. Những bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật hoạt động của tôi trên Facebook Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là những cặp loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ thông hơi. Những dòng loa này thì các bạn thấy có những thời điểm tôi có tới 20 cặp. Và những dòng loa này có nhiều bạn trao đổi với tôi là nghe nói, nghe bảo và nghe đồn là lời nó hơi chìm. Thì có phải không? Xin thưa với các bạn, những dòng loa Bose thì các bạn biết rồi, Bose thì bao giờ nó cũng rất là mạnh về lời. Và trong những dòng nghe nhạc, tức là trong những cái model dùng để nghe nhạc trong gia đình ấy, thì Bose bao giờ nó cũng sẽ có một cái ưu điểm, đó là âm thanh như tôi vừa nói trên sạch, tĩnh và bát đánh rất là uy lực. Thì đối với mẫu Bose 701 phiên bản 2 lỗ thông hơi này, nó sẽ cho một cái tiếng bát rất là sâu. Đối với những dòng Bose hiện nay trong gia đình, các bạn thấy là đầu bảng thì ta phải nói đến những dòng loa Bose 701 cho tiếng bass xuống sâu nhất, bởi vì nó sử dụng tới 2 bass nhồi vào trong lòng thùng và nó tranh thủ được cái sự cộng hưởng của lòng thùng đóng dạng cây như thế này. Nó sẽ đem lại tiếng bass rất là mềm sâu và tăng cường cái độ vang vọng uy lực. Thêm vào đó thì hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi phía trước, một lỗ thông hơi phía sau sẽ giúp cho áp suất trong lòng thùng được giải phóng kịp thời theo cả hai hướng. Như vậy đối với dòng Bose 701 này, các bạn phải chú ý đến vị trí kê loa so với các vật dụng xung quanh mà tôi đã có bài phân tích hướng dẫn các bạn rồi. Các dòng loa Bose này thì các bạn có thể dùng âm ly Denon 890D, 890DG hay các dòng Cover, Crown hay âm ly Jaguar 506. Đánh với nó thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hay. Và tôi đã có bản test rồi, tôi đã ghép vào rất nhiều các dòng âm ly, cả Sansui, cả Denon, rồi ghép với vang neck để hát thử, cả mic không dây, mic có dây để các bạn trải nghiệm. Các bạn thấy thì những cặp trước mắt ở bên tay trái là màu đen này, tiếp theo là màu xám lông chuột này, và những bảng ngoài cùng đây kìa, đấy, màu xám đá đây nhé, và màu xám lông chuột. Đấy, các bạn thấy là màu sắc của nó thì nó chỉ có những cái màu này thôi. Đấy, thì đối với những dòng này thì các bạn dễ dàng bày biện ở trong phòng khách hay là phòng ngủ để tăng cường cái vẻ đẹp, cái sự hầm hố đối với lại cái cách bài trí các vật dụng trong gia đình. Và các bạn thấy là tôi sẽ test một bản kết hợp với âm ly Denon để các bạn xem là tiếng bass của nó như thế nào và cái giọng hát chúng ta sẽ nổi ra sao. Thì có những cái bạn để lại chơi là ghép một cặp loa Bose 701 này thêm một cặp 301 series 2 hay 301 series 3 nữa, thì đánh như vậy thì cũng rất là tuyệt vời. Nó hòa quyện về mặt chất âm và tận dụng được cái bass rất là khủng khiếp của thằng Bose 701 này. Thì các bạn có thể vào kênh YouTube của tôi, gõ chữ Cương Audio 701, các bạn nhớ nhá, gõ Cương Audio này 701 này, các bạn sẽ thấy ngay bản test của tôi rất là khủng. Đấy, tiếng bass nó đánh nhiều khi là chúng ta nghe mà chúng ta không thể tin nổi cặp loa Bose trước mắt để có thể phát ra, nó nhỏ nhỏ vậy mà phát ra tiếng bass nó có cái cường độ dữ dội đến mức độ như vậy. Đấy, thì mỗi một cặp này có giá hơn 20 triệu đồng. Các bạn thấy là có những nơi người ta bán cho các bạn giá 25 đấy, 25 năm đúng không ạ? Thì tôi khẳng định luôn, những dòng loa Bose luôn luôn bán cho các bạn rẻ từ 1 đến 2 triệu đồng. Đấy, các bạn cứ hỏi ở đâu rẻ nhất, xong quay lại chỗ tôi sẽ bán rẻ hơn. Và những sản phẩm tôi bán cho các bạn biết nhiều năm này, nhiều năm nay tôi bán hàng với phương châm là bao zin, bảo hành 1 tháng một đổi một, không zin này, không xịn, không lấy tiền này nha. Đấy, thế thì các bạn có thể dùng những châm ly, ví dụ như đây là 8080DB này, đấy, rất là đẹp. Và ngoài ra thì các bạn có thể đánh bằng Denon 890DG, đấy, tem trứng và không tem, rồi 890D, đấy. Thì đây là một trong những dòng anh em hay lựa chọn để đánh vào các dòng loa Bose để nó đem lại cái chất âm như sự mong muốn của anh em.
Bây giờ thì đang có khách, tôi xin phép dừng video clip này ở đây. Các bạn nhớ đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe hoặc hát theo ý muốn của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.